Mộc Hưng Shop xin được quay trở lại với các bác cái chuỗi vòng gỗ huyết nông. Ở đây các bác có thể nhìn thấy hai cái mẫu vòng gỗ ở bên trên này, size 12 ni một sợi. Tôi xỏ cho khách. Hàng này thì làm theo yêu cầu của khách các bác nhá. Cái mẫu này cũng khá là mới, tôi giới thiệu đến các bác trên kênh này. Thì nó chỉ có hồ lô này, một cái hạt cũng 12 ni và hai cái hồ lô đằng sau nhỏ nhỏ này. Mẫu này thì có một anh khách, anh ấy gửi cho tôi và yêu cầu xỏ như này. Thì từ đấy giờ tôi xỏ thì cũng khoảng được khoảng mấy hôm nay thôi. Thì đăng lên thì các bác cũng thích cái mẫu này và cũng đặt hàng và yêu cầu là tôi xỏ theo cái mẫu này. Cái hạt này nó là, thực ra nó là một cái hạt dự phòng để vào đây thôi. Nhìn thì nó cũng là một cái kiểu trang trí rất là đẹp, một cái vòng phong thủy đúng chất lượng đúng không ạ? Nó là một cái điểm nhấn rất đẹp. Cái vòng này là 12 ni hạt tròn, 17 hạt các bác nhá. 17 hạt. Cái hạt này thì không tính này, hạt này để bên ngoài dự phòng không tính. Khi mà đeo vào tay thì ví dụ mà anh em nào mà 70, 60 hoặc 50 cân đều đeo vừa. Nhưng mà cổ tay thì đây, tôi đeo, tôi 70 cân đây các bác, đeo vừa khít luôn. Thì khi mà anh em văn phòng hoặc là mình làm công việc mà nhà nước ấy, thì không nên đeo những cái vòng to, size to như này. Size to như này thì nhìn nó thô và nó nổi quá. Thì nó không hợp lý cho những anh em mà đeo văn phòng hoặc là công chức, công nhân viên chức ở những nơi đông người hay cần những cái sự nó tinh tế, tế nhị một chút. Thì các bác đeo lựa chọn những cái vòng nhỏ như này là hợp lý này. 12 ni là đeo rất là vừa luôn, hợp lý. Kể cả nam, kể cả nữ, nữ thì đeo 10 ni thôi. 12 ni như này, đeo các bác đeo như này thì các bác làm máy tính vô tư. Ký tá rồi thì làm máy tính thoải mái luôn, nó không bị cấn tay. Ví dụ các bác đeo cái vòng 16 ni hay là 14 ni hay 18 ni hay 20 ni thì nó không phù hợp với những cái mình đeo ở những cái hoàn cảnh hoặc công việc như vậy. Đó là tôi cứ tư vấn thẳng thật luôn để cho anh em có thể là lựa chọn được những cái sợi vòng nó ưng ý hợp với mình bản thân. Ví dụ mà anh em là làm tự do cơ, làm việc tự do hoặc kinh doanh buôn bán hoặc là đi gặp gỡ đối tác khách hàng thường xuyên thì mình cần phải đeo những cái vòng to nổi bật làm cái điểm nhấn ấn tượng cho khách. Thì các bác nên chọn những cái vòng như 18 ni hoặc 16 ni hoặc 20 ni. Đeo, tôi thấy đeo 18 ni là hợp lý nhất này. Nhiều bác đeo trên 70 cân là các bác đeo 18 ni rất là hợp. 80 cân, thậm chí người 85, 90 cân các bác đeo 18 ni rất là phù hợp luôn. Thì ở đây thì tôi cũng xỏ cho một anh khách 80 ký. Anh ấy yêu cầu là xỏ theo cái mẫu này và tôi có tư vấn cái mẫu. Đây là cái trúc... chúc lưu thống các bác, nó mang ý nghĩa là bình an may mắn. Thì cái vòng này nó là 13 hạt các bác nhá, 13 hạt và cái hồ lô này, hai cái hồ lô nhỏ ở dưới nữa. Cái mẫu này mà các bác thích thì bên tôi vẫn xỏ cho các bác được. Đó. Cái loại này thì 20 ni thì nó có 12 hạt thôi hồ lô, hoặc là các bác thích xỏ cái hạt một hạt nữa vào đây cũng được thì coi như là để 13 hạt trên một vòng luôn. Thì cái 12 thì nhiều bác quan niệm là 12 thì nó không đẹp, nhưng mà nhiều bác thì lại quan niệm là 12 nó là số chẵn thì nó vẫn đẹp, 12 tháng trong năm đấy vẫn đẹp các bác nhé. Còn nếu mà các bác không thích số 12, các bác nên số 13 thì các bác thêm một hạt nữa vào đây, báo tôi xỏ thêm một hạt tròn nữa vào đây, nó cũng như cái hạt này này. Vừa để dự phòng lại vừa là 13 hạt. Thì cơ bản là cái vòng phong thủy này các bác phải thích, phải làm sao phải hài lòng thì các bác sử dụng nó mới tốt, nó mới có hiệu quả được. Chứ mà các bác mà không thích, không hài lòng thì nói thật với các bác là kể cả nó đẹp đến cỡ nào thì mình cũng không sử dụng các bác nhá. Tôi nói là thực ra là tôi cũng nói từ thực tế của tôi thôi.
tôi thích cái vòng nào tôi rất là thích và đam mê cái vòng và thích đeo cái vòng đấy trên tay, chứ không phải là cứ vòng nào mình cũng đeo được đâu. Đó, nên là chọn cái vòng nó phù hợp và nó mình thích cũng như là mình hài lòng thì là một cái vấn đề rất là quan trọng, chú ý rất là quan trọng đối với các bác. Tôi vẫn hay tư vấn cho các bác là các bác nên mua những cái sản phẩm là đầu tiên là mình phải thích đã, sau đó là mình chụp cái vòng nó hài lòng, nó ok, nó ưng ý thì các bác mới quyết định mua nhá. Thì về mình sử dụng, mình đeo, mình cũng nâng rồi mình sử dụng, nó cũng cũng bảo vệ nó, nâng niu cái vòng, đúng không ạ? Cái vòng nó cũng bền đẹp, đẹp với thời gian với mình, nó như là một cái người đồng hành cùng mình trong một cái khoảng thời gian nhất định, nên là các bác cũng nên chú ý cái vấn đề đấy. Thì hai cái mẫu vòng này thì tôi cũng xỏ cho khách, các bác nào mà có nhu cầu thì báo tôi xỏ cho. Đó. 12 ni này và một sợi 18 ni, 16 ni cũng xỏ được các bác nhé, 14 ni cũng xỏ được như này. Các bác cứ đặt hàng là tôi sẽ xỏ thôi và tôi chụp, thậm chí là quay một cái video ngắn, nếu mà có thời gian tôi sẽ quay một cái video ngắn nếu các bác có yêu cầu để làm kỷ niệm tôi sẽ đăng lên. Còn những cái video dài như này thì thường là tôi sẽ ít khi đăng, thường các bác thấy những video ngắn thì nó nhanh hơn, video dài thì phải có thời gian làm. Ví dụ tập hợp những cái đơn hàng lại chẳng hạn, đây nó có dịp thì tôi tập hợp lại tôi làm một video lên. Thời gian còn lại thì tôi tư vấn và gửi hàng cho các bác. Anh em ở bên nước ngoài thì cũng có hỏi là có gửi đi được không, thì bên tôi vẫn gửi hàng bình thường các bác nhé, ở các nước đều được, Nhật, Hàn, Hàn Quốc, rồi các nước châu Á, Đông Á, rồi châu Âu, châu Mỹ, gửi được hết các bác, gửi qua bưu điện ấy. Tiền phí ship thì bưu điện nó tính tiền bưu điện rồi, ship nhanh rồi ship chậm. Ship chậm thì nó từ khoảng 15 đến 20 ngày, còn ship nhanh thì nó khoảng từ 7 đến 10 ngày. Đó, giá tiền thì nó gần như là cao gấp đôi, ship nhanh thì nó đắt mắc hơn, ship chậm thì nó rẻ hơn. Đó, các bác nào mà có nhu cầu những cái gì, hoặc là các bác có người nhà ở Việt Nam ấy, thì các bác gửi tiền về cho họ, người ta nhận hàng hộ, kiểm tra hàng, ưng ý, thì các bác ở người về Việt Nam người ta thanh toán tiền đó, gửi cho các bác để tôi liên lạc với các bác ở Việt Nam thì nó là tiện hơn. Còn ví dụ mà gửi sang nước ngoài cũng được, bên tôi gửi thường xuyên các bác nhé. Ví dụ đợt vừa rồi ấy, tôi mới gửi hai đơn hàng cho một người ở Nhật với một người ở Mỹ. Sắp tới đây tôi vẫn có đơn hàng gửi đi Mỹ nữa. Thì các bác nào mà có nhu cầu ấy, nếu mà không có người Việt Nam thì các bác cứ chuyển tiền trực tiếp theo địa chỉ của tôi là bên ở Việt Nam là tôi nhận được thôi. Một hôm 24 đến 48 giờ là có người gọi điện. Vừa ông ấy có người họ gọi điện báo tôi là trưa nay là có cầm tiền đến trực tiếp luôn. Là tôi nhận được thì tôi sẽ chụp ảnh gửi qua đến cho các bác. Để báo các bác là tôi gửi hàng, đóng hàng là tôi gửi. Và có cái mã đơn hàng mình tra được luôn ở trên mạng nhé. Viettel Post ấy, VNPost ấy. VNPost đấy là tra được cái mã đơn hàng luôn, tra được cái lịch trình đơn hàng luôn. Các bác có vấn đề gì hay là có nhu cầu sản phẩm như thế này, hoặc những cái sản phẩm nào bên Mộc Hương Shop thì các bác cứ liên hệ trực tiếp Mộc Hương Shop nhé. Bên tôi bảo hành, bảo dưỡng miễn phí trong cái thời gian bảo hành. Bảo dưỡng những có nghĩa là đánh bóng này, đánh bóng lại này, các bác cần đánh bóng là bên tôi bảo hành miễn phí. Còn cái phí mà gửi đi gửi về thì các bác tất nhiên là các bác phải chịu bỏ ra để đi đánh bóng phí rồi. Bên tôi thì không chịu cái phí đấy, mấy chục nghìn thôi. Đó. Còn vấn đề mà bảo vấn đề mà dây thì bên tôi xỏ rất là kỹ và bên tôi có cho dây dự phòng. Nếu mà các bác dùng hết dây dự phòng rồi thì các bác gọi thì bên tôi sẽ gửi dây thêm dây dự phòng cho các bác nhé. Chọn đời, bên tôi là bảo hành dây chọn đời luôn. Cho dây, tặng dây chọn đời với cái vòng. Khi nào các bác không đeo nữa thì thôi. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Xin chào.